Cảm ơn em. Vô đi em. Vô đi nè, ngồi đi đi. Ngồi đi. Dạ, anh chị uống gì à? Em muốn gì? Uống uống sinh tố nha. Sinh tố nha. Dạ. Cho dâu. Sinh tố cho dâu. Cho anh một ly sinh tố dâu với lại một ly cà phê đá nha. Dạ. Anh Vũ, sao tự nhiên anh nói anh chở em đi vòng vòng Sài Gòn mà sao bây giờ mình vô đây? Bây giờ ở ngoài Sài Gòn kẹt xe lắm. Mình vô đây mình ca mấy bài đi cho đường bớt kẹt xe rồi anh chở em đi vòng vòng chơi nhé. Bữa nay sinh nhật anh, em hát bài chúc mừng cho anh nha. Dạ. Để anh bấm cho em hát. Dạ. Anh bấm cho em. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hay quá. Em hát bài này dễ thương quá. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em. Anh, bây giờ là tới lượt anh ước đi. Anh ước hôm nay hả? Sinh nhật của anh mà. Nhưng mà em phải nhắm mắt lại thì anh mới ước. Ủa sao kỳ vậy? Bữa nay sinh nhật của anh sao tự nhiên em lại phải nhắm mắt? Thì em cứ nhắm mắt lại đi, anh mới ước được. Em nhắm mắt đi. Vậy được rồi. Không được nhìn đó nha. Dạ, anh ước đi. Rồi, anh cầu nguyện xong rồi, em mở mắt ra đi. Tặng cho em đó. Sao tự nhiên anh lại tặng quà cho em? Bữa nay là sinh nhật của anh mà. Em biết không, món quà này á là tại vì anh muốn cảm ơn em. Nhưng mà sao tự nhiên lại cảm ơn em? Thực sự ngày hôm nay là ngày mà vui nhất của anh từ trước tới giờ đó. Lần đầu tiên có người chịu đi dự sinh nhật cùng với anh. Em cũng biết anh từ dưới quê lên mà, đâu có người thân hay là họ hàng gì đâu. Hôm nay có em đi với anh vui lắm. Cảm ơn em nha. Nhưng mà cái này chắc là anh mua phải mắc tiền lắm. Không có mắc tiền đâu, em thích là anh vui rồi. Cái này là tình cảm của anh đó. Em cảm ơn anh. Anh, em vô nhà vệ sinh chút nha. Nhà vệ sinh ở đâu vậy anh? Dạ, chị đi ra cửa quầy trái. Dạ, em cảm ơn. Anh cần dùng gì nữa không à? Không cần em, anh cần gì anh kêu sao? Chào em. Mình cảm thấy tình cảm của anh Vũ đến với mình nhanh quá. Ngồi đi em. Anh, thiệt tình là từ đó giờ em không có quen vô mấy chỗ như vậy. Không mấy bây giờ em với anh đi vòng vòng Sài Gòn nha. Bây giờ tại vì nước thì mình cũng đã kêu ra rồi. Hay là em muốn đi, xong rồi anh hát bài tặng em rồi mình đi hả? Dạ cũng được. Uống đi em. Uống đi em, không tan đá không ngon đâu. Dạ. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng, dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày anh, tóc em xanh vì anh,
mắt anh vui vì em, chúng bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều, đôi khi anh hay đặt nói, giờ đưa anh quay về cùng em trong đêm mình thôi. Mắt hoa xưa còn đây, chết hôm nay cũng bay. Em à, em bị sao vậy? Anh Vũ ơi, tự nhiên em thấy chóng mặt quá à, em thấy buồn ngủ quá à. À, em buồn ngủ hả? Dạ. Hay là để anh đưa em về nha. Dạ, thôi bây giờ mình về liền nha. Ừ, để anh đưa em về. Dạ, đưa em về đi anh ơi. Về đi anh, em buồn ngủ quá. À, được rồi, được rồi, từ từ anh đưa em về. Anh sẽ đưa về em về đi mà. Anh yên tâm về đi. Đi. Anh Vũ, anh đưa em đi đâu vậy anh Vũ? Sao em nóng quá anh Vũ ơi. Một chiếc nhẫn để anh đổi lấy cái ngàn vàng cũng xứng đáng, có đúng không? Con nai tơ của lòng anh ơi, em mỏi quá. Tất cả là do em mà thôi, em cũng tham lam mà. Mình đang ở với đâu lại, vậy anh? Em cũng thích anh mà, có đúng không? Anh ơi, chỉ là em tự động mà. Em thấy khó chịu trong người quá, mệt quá. Anh Vũ. Em về đi anh ơi. Về đi anh. Em buồn ngủ. À, được rồi, được rồi. Từ từ anh đưa em về. Anh Vũ ơi. Anh Vũ ơi. Anh Vũ ơi. Anh Vũ. Anh Vũ. Em đang ở đâu vậy anh Vũ? Sao em nóng quá anh Vũ ơi. Cái gì vậy trời? Anh Vũ, ồ màu em quá. Em muốn nói với anh, mở cửa cho em. Sáng đang ngủ à? Anh Vũ, có chuyện gì vậy? Mở cửa cho em muốn nói chuyện với anh. Có chuyện gì? Cô có biết buổi sáng là lúc tôi ngủ ngon nhất không? Anh mở cửa cho em đi anh Vũ. Anh Vũ, mở cửa cho em đi. Khùng hả? Tôi nói cho cô biết, đi về nhà đi, cho tôi ngủ. Anh không mở cửa, em không có đi đâu hết đó. Anh mở cửa cho em đi anh Vũ. Cô có bị điên không hả? Anh Vũ, sáng sớm muốn cái gì hả? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy anh Vũ? Đối xử gì? Tại sao anh lại hại đời em? Tôi nói cho cô biết, cô bị thằng nào làm hại đời, bây giờ nó đổ thừa tôi là sao? Thằng này không có ngu. Anh Vũ, anh bình tĩnh nghe em nói nè. Anh nói yêu em mà đúng không anh Vũ? Sao anh lại đối xử với em như vậy?
Cô buông ra đi, cô khùng quá. Cô nói cái gì? Tôi với cô không có liên quan gì hết á. Nhưng mà cái gì? Cô là con gái, cô phải biết giữ gìn chứ. Bây giờ bị thằng nào lấy đời, đến đổ thừa tôi làm sao? Mà cô cũng đâu có dựa. Cô nhìn cô đi, chiếc nhẫn trên tay là của ai? Tiền đâu của làm tóc, tiền đâu của đi trang điểm, rồi bộ váy này nữa, tiền đâu ra? Ngay cái đôi giày cô đang đi nữa. Cô nhìn lên mình đi. Tôi nói cho cô biết, bà ngoại cô bán hủ tiếu làm gì có tiền hả? Tiền của ai thì chùa chắc. Bây giờ cô qua đây vu oan giáo họa cho tôi là sao? Cái này anh tặng em mà, em không có cần đâu. Nè, mày gây ra chuyện gì nữa mày? Tao không có làm gì hết. Tự nhiên con nhỏ này nè, nó bị ai làm hại, tới đây giáo họa cho tao nè. Mày làm gì con người ta rồi hả? Bây giờ còn chú nữa, tao đứng ở ngoài tao nghe hết rồi. Mày khùng vừa thôi, tao nói với mày là tao không làm gì nó hết. Bây giờ mày hỏi nó đi, tao làm gì nó? Anh làm gì em? Anh nhớ không hả? Hay là thằng nào làm gì em? Nó thấy không? Em nó trả lời được không? Em không có biết. Nhưng anh phải chịu trách nhiệm tất cả những gì anh đã gây ra cho em. Nè, em bị khùng rồi đó nha. Anh Vũ. Cái gì? Anh phải chịu trách nhiệm. Ủa, chuyện gì vậy cô? Không có trách nhiệm gì hết á. Anh Vũ. Ủa, sao sớm mà nhức đầu quá. Tao nói cho mày nghe, mày đi chơi bời ở đâu cũng được, nhưng mày không được làm hại con gái nhà lành. Mày làm thì phải chịu trách nhiệm biết chưa? Tao cũng nói cho mày biết là tao không có hại nó. Mày không tin mày hỏi nó đi. Cô có chính mắt thấy tôi hại cô không hả? Chuyện này là nó giáo họa cho tao. Bữa sáng sớm là đã bực mình rồi. Em không biết. Mày anh Vũ. Mày, anh Vũ. Mày hại đời cháu tao hả? Anh Vũ ơi. Con đi. Bà ngoại. Trời ơi, nó đưa con đi đâu nguyên đêm qua mà không về nhà? Thi ơi là Thi, mày làm nhục nhã quá mà. Mày ngu quá vậy hả? Trời ơi, Thi ơi là Thi. Trời ơi, mày có biết đời con gái quý nhất là cái gì không hả Thi? Nó là thằng khốn nạn. Sao mày lại nghe lời nó hả Thi? Tao sẽ tìm nó, mày bắt nó phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mày. Nó là thằng dối gạt, nó là thứ ăn chơi trác táng, nó không thể nào đem lại hạnh phúc cho mày đâu. Sao mày ngu quá vậy? Trời ơi, nhục ơi là nhục. Tao còn mặt mũi nào mà nhìn bà con trong xóm nữa. Nhục ơi là nhục. Đi à, nhục nhà lắm, tao không có muốn thấy mặt mày nữa. Anh Vũ, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao vậy anh Vũ? Em yêu anh mà, tại sao anh lại lường gạt tôi? Tôi có chết, tôi là ma cũng không tha cho anh đâu.